Công ty ô tô Toyota Việt Nam hân hạnh thực hiện chương trình này. Xin chào các bạn. Hiện tại Diệu Nhi đang tập luyện cho độ cứng đầu. Độ cứng của cái đầu. Để chuẩn bị cho bài tập tưng bóng bằng đầu. Các bạn cùng xem nha. Wow, đây là cách thức tập luyện của Diệu Nhi. Liệu có đúng hay không? Nhưng mà không biết là liệu rằng Diệu Nhi có đang tập đúng hay là không. Diệu Nhi hy vọng rằng các bạn đừng có xem Diệu Nhi tập, mà bây giờ chúng ta hãy đến ngay với huấn luyện viên Hồng Sơn để xem những kỹ năng tưng bóng bằng đầu của huấn luyện viên Hồng Sơn hướng dẫn chúng ta như thế nào nha. Bài tập tưng bóng bằng đầu sẽ gồm những bước như sau. Bước 1, tư thế hai chân rộng bằng vai. Chúng ta có thể đứng song song và cũng có thể đứng chân trước chân sau. Trọng tâm cơ thể dồn xuống hai bàn chân. Khớp gối hơi khuỵu. Hai tay buông xuống một cách tự nhiên, có thể đung đưa theo để giữ cân bằng. Điểm tiếp xúc bóng bằng trán trên và dưới của bóng. Khi bóng cần chạm xuống trán, cơ thể chúng ta hơi nhún, bật lên để tiếp xúc với bóng. Đầu tiên chúng ta có thể cầm bóng trên tay, tung bóng lên và đánh đầu. Từng quả một. Khi chúng ta đã làm quen với trạng thái cự ly, góc độ, điểm chạm, điểm tiếp xúc với quả bóng, chúng ta bắt đầu tung bóng bằng đầu. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng nho nhỏ, giữ bóng bằng gáy. Đây cũng là một cái động tác khá thú vị. Nếu như chúng ta rèn luyện, chúng ta có thể làm được. Đầu tiên, lưng hơi gập. Bóng chúng ta đặt lên gáy. Đầu hơi ngước lên để giữ cho quả bóng không bị xê dịch. Hai tay ra ngang để giữ cân bằng. Và điểm tiếp xúc của bóng cũng rộng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tự tập và thực hành từng bạn một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba quả. Bạn số 10 tưng bóng là gì? Miệng của bạn ấy mở ra. Đó, như vậy chưa đúng, chúng ta phải ngậm miệng lại. Hơn lần trước, rất tốt. Các bạn thân mến, để thực hiện được kỹ thuật tưng bóng bằng đầu, các bạn hãy nhớ cái ý chính sau đây. Đầu tiên, chúng ta hãy hạ thấp trọng tâm của cơ thể. Hai tay mở rộng thoải mái, bình thường. Tiếp theo, xác định rõ điểm tiếp xúc với bóng, đó chính là điểm trán. Khi bóng gần đến nơi tiếp xúc bóng, đó là trán của chúng ta, chúng ta dậm chân xuống đất và nhún người lên, tưng bóng lên. Các em nhớ nha. Và điều đặc biệt để tập luyện kỹ thuật này thành công thì các bạn ở nhà phải nhớ tập luyện chăm chỉ, phải không? Diệu Nhi chúc các em thành công nha. Và ngay bây giờ hãy đến với huấn luyện viên Hồng Sơn. Đội đầu tiên thi đấu thực hiện đó là đội của Diệu Nhi. Chuẩn bị. Cố giữ cho bạn nào. Cố lên, bình tĩnh, cố lên. Cố lên, hay quá. Rồi, đúng rồi. Yeah. Tiếc quá. Đúng rồi.
Vậy là đội của Triệu Nhi ghi được 1 điểm. Ôi, cứ thật có thật. Trời ơi. Các bạn sẽ thêm một thử thách nữa. Hai đội vẫn thi với nhau. Đội nào tâng bóng được nhiều lần nhất, đội sẽ giành chiến thắng. Sau hai lượt thi đấu, chiến thắng vẫn thuộc về đội của Diệu Nhi. Các bạn nhỏ hãy tập luyện chăm chỉ và thường xuyên hơn để có được những pha tâng bóng bằng đầu chuẩn xác và đẹp mắt nhé. Còn bây giờ sẽ là top 6 bàn thắng được ghi bằng đầu tại vòng 16 V-League 2017. Trong trận Thành phố Hồ Chí Minh Sông Lam Nghệ An, từ pha phối hợp đá phạt, Văn Đức đã di chuyển hợp lý và đánh đầu ngược ghi bàn vào lưới Thành phố Hồ Chí Minh, sang bằng tỷ số 2-2 cho Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai, từ pha chuyền bóng bổng từ giữa sân, Uche đã băng xuống và đánh đầu vào lưới Hoàng Anh Gia Lai, nâng tỷ số lên 5-2 cho FLC Thanh Hóa. Trong trận giữa Hà Nội FC và Sana Khánh Hòa BVN, từ pha treo bóng từ góc vào vòng cấm, Jaru nhảy lên đánh đầu và nâng tỷ số lên 3-0 cho Sana Khánh Hòa. Trong trận đấu đầy kịch tính giữa BKMS Bình Dương và SHB Đà Nẵng, Anh Đức đã có pha đánh đầu ghi bàn đẹp mắt vào lưới của SHB Đà Nẵng, đưa trận đấu vào thế trận cân bằng 2-2. Cũng trong trận đấu này, Tô Văn Vũ của đội BKMS Bình Dương đã chọn điểm rơi hợp lý, đánh đầu tung lưới thủ thành SHB Đà Nẵng, đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3. Pha ghi bàn bằng đầu tiếp theo là của cầu thủ Đỗ Melo của đội SHB Đà Nẵng. Sau cú sút căng bực xà ngang của đồng đội, Đỗ Melo đã lao vào đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-2 cho SHB Đà Nẵng. Toyota, sống đam mê.